Gió to thế. Ui xưa. Cầm cái ô mà gió nó bay ghê quá. Vừa gió vừa mưa. Sắp về đến phòng rồi các bạn ạ. Đây là cái hợp đồng thuê nhà các bạn này. Này mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Đây, hôm anh em mình vừa mới ký với ông chủ đây. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đoàn Duy Thành Vlog, cuộc sống ở Đài Loan của mình. Chúc các bạn một ngày mới thật là vui vẻ nha. Hôm trước thì mình có hứa là mình sẽ quay cái phòng trọ ở Đài Loan cho các bạn xem cái phòng trọ mới của mình ấy. Cho nên là hôm nay mưa mình được nghỉ ấy. Mình đang đi ra 7-Eleven kiếm một ít đồ nhưng mà không khó. Thôi bây giờ mình đang đi về nhà đây. Rồi mình sẽ đi về phòng và mình quay cho các bạn xem nhé. Xem là phòng trọ ở Đài Loan thì nó có đắt hay không. Và phòng thì nó có gì khác so với ở Việt Nam mình nha các bạn. Cái phòng trọ này thì anh em mình cũng mới chuyển xuống đây thôi. Mình với lại Nhật là hai anh em thuê một phòng á. Thì anh em mình thuê ở chung với lại người Đài Loan cho nên là một lát nữa về phòng mình sẽ xin phép nói nhỏ một chút nhá, để không gây ảnh hưởng đến người khác ấy. Phòng mình ở trên tầng 3 các bạn ạ. Bây giờ mình sắp đi về nhà rồi. Hôm nay mưa quá, vừa mưa vừa gió cả ngày, không làm ăn được gì cả. Nên là ở nhà quay video cho các bạn xem. Ngày trước thì mình ở chỗ làm cũ của mình á, là mình ở xưởng luôn cho nên là anh em mình không phải thuê phòng trọ ngoài. Nhưng mà bây giờ qua cái chỗ làm mới thì anh em mình phải thuê trọ ngoài nha. Ôi, gió to thế. Ui xưa. Cầm cái ô mà gió nó bay ghê quá. Vừa gió vừa mưa. Sắp về đến phòng rồi các bạn ạ. Mưa này. Trời hôm nay mưa trắng trời luôn chứ. Vừa mưa vừa lạnh. Đây rồi các bạn ơi, về đến nhà rồi. Mình ở trên tầng 3. Ôi, mưa gió rét mướt. Giờ mình sẽ mở chìa khóa vào nha. Rét quá. Đây để bây giờ mình bật điện lên cho các bạn xem nha. Đây là cái phòng trọ ở Đài Loan anh em mình thuê này. 6.000 một tháng. Tính ra tiền Việt là hơn 5 triệu nha các bạn. Phòng khá là rộng các bạn ạ. Nếu mà tính ra thì nó bằng hai cái phòng trọ ở Việt Nam mình các bạn ạ. Tại vì phòng này anh em mình vừa mới chuyển đến đây 2-3 hôm ấy, nên rác anh em mình dọn bỏ hết rồi đây. Bên này đổ rác thì phải phân loại từng loại rác nha các bạn. Chai này, giấy này với rác phân thành 3 túi. Mà có một điều đặc biệt nữa là đổ rác ở Đài Loan là phải đợi đến ngày thì mới đổ được rác nha các bạn. Chứ không mình không đổ tùy tiện được. Đầu tiên là góc này mình để một cái tủ lạnh này. Ở đây có một cái tủ lạnh. Đồ ăn anh em mình sẽ bỏ trong này. Đây, tủ lạnh. Nói chung hai người cái tủ này thoải mái nha. Đây là thùng mì tôm Việt Nam Omachi này. Anh em mình mua ở quán Việt Nam ấy. Dưới này là có một cái tủ lạnh nữa các bạn ơi. Tủ này là của chủ nhà nha. Tủ mini nhưng mà tủ này anh em mình không dùng á. Còn cái tủ này là của người trước người ta đi người ta để lại á. Đồ đạc, vali, quần áo thì anh em mình để góc này. Bên này thì có một cái bàn ăn cơm này. Bàn ăn cơm hai anh em mình mua ở ngoài quán, ngoài tiệm ngoài kia. Cái bàn này mua hơn 300.000 cái bàn ăn cơm này các bạn ạ.
Còn đây là giường đây. Nói chung là phòng khá là đẹp ha. Khá là rộng luôn. Mình thuê 6.000 là bao gồm cả điện nước nha. Đây có một cái quạt. Cái quạt này anh em mình mang ở phòng cũ mang đi. Và có một cái kệ tủ này. Mình để hai cái nồi cơm ở đây. Bên này thì mình để một cái chạm để bát này. Còn đây là cái bếp điện của anh em mình. Bếp điện nấu ăn. Đây, mình sẽ cho các bạn xem cái view. Anh em mình ở tầng 3 nha. Trên này là mình để mấy cái đồ nấu ăn này các bạn này. Đấy. Này có một thùng sữa Việt Nam này. Thùng sữa này anh em mình cũng mua ở quán Việt Nam luôn này. Tất cả những cái đồ nấu ăn anh em mình đều mua ở quán Việt Nam hết này. Đây. Cái view ở ngoài đây khá là đẹp các bạn ạ. Nói chung là phòng người đài người ta cho thuê ấy, thì người ta sẽ không xây bếp nha. Tại vì đa số là người đài người ta không nấu cơm cho nên người ta sẽ không xây bếp, người ta ăn đồ hộp ấy. Đấy. Bên này là có một cái kệ đựng giày dép anh em mình đi làm này. Đây là cái móc hôm bữa mình dán mình để mình treo quần áo ở đây. Còn bên này có một cái tủ các bạn này. Tủ cho anh em mình đựng quần áo. Đấy, toàn quần áo không có gì cả. Còn trên này là có một cái điều hòa này. Nhưng mà cái điều hòa này là nó có công tơ điện riêng nha các bạn. Nghĩa là anh em mình thuê 6.000 một tháng là chỉ bao gồm điện nước thôi. Còn cái điều hòa này là mình dùng bao nhiêu tiền thì người ta sẽ cuối năm người ta sẽ tính bấy nhiêu tiền nha. Trong này là nhà vệ sinh các bạn này. Đấy. Đây là nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì cũng có nóng lạnh đầy đủ luôn. Đây. Đây là anh em mình dọn hết đồ đi rồi. Chứ hôm trước mới đến là nó cũng ấy. Đây là cái hợp đồng thuê nhà các bạn này. Này mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Hôm trước là anh em mình đến đây thuê phòng là mình phải đặt cọc trước 6.000, nghĩa là đặt cọc trước một tháng ấy. Đây là cái hợp đồng thuê nhà đây các bạn. Đây, hôm anh em mình vừa mới ký với ông chủ đây. Hợp đồng thuê nhà. Anh em mình thuê từ ngày 24 này. Đây, Nguyễn Văn Nhật này. Hôm trước là Nhật ký, mình để Nhật ký với chủ nhà. Thực ra thì mở ra thấy chữ này mình chả hiểu cái gì cả. Nhưng mà hợp đồng thuê nhà này mình phải ký thôi. Người ta nói cho mình hiểu. Chung là phòng anh em mình ở thì 6.000 cái phòng này thì cũng khá là ok nha các bạn. Phòng khá là rộng so với mặt bằng chung ở bên này. Họ chung là cũng đầy đủ hết luôn. Nóng lạnh, điều hòa, không thiếu một gì luôn. Còn giặt quần áo thì anh em mình giặt ở trên tầng 5 nha các bạn. Máy giặt người ta để trên đấy á. Bây giờ mình sẽ đi lên cho các bạn xem nha. Đây là tầng 5 này các bạn. Quần áo với lại giặt đồ anh em mình sẽ phơi ở đây nha. Mà cái máy giặt này là anh em mình giặt phải mất tiền đấy. Đây không tính tiền điện đâu. Mất tiền mỗi lần giặt đấy. Là anh em mình sẽ đút tiền xu ở đây này. Xong rồi bấm máy cho nó giặt. Bên này cái gì cũng tiền nha các bạn. Đấy. Đây là cái view nhìn ra ngoài này các bạn. Đấy.
Bên ngoài đang mưa rất là to. Vậy là video ngày hôm nay mình đã quay cho tất cả các bạn xem cái phòng trọ ở bên Đài Loan của mình nó như thế nào. Các bạn cảm thấy như thế nào? Xin hãy để lại một bình luận ở bên dưới video của mình nhé. Còn bây giờ thì chào tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.